cài to nhất rồi đây em ạ. Ờ, kim chi chắc không to bằng củ cải được, cho cái nó không to bằng được. Này, kim chi và xúc xích. Nãy kim chi ăn đồ ăn của xúc xích à? Ăn hết luôn. Ăn hết đồ ăn của xúc xích luôn. Đấy. Bạn xúc xích. Đùa vui ghê. Củ cải mặc kệ. Củ cải mặc kệ, cải hiền mà, cải có làm gì đâu. Kim Chi ơi, sao lại ăn đồ ăn của xúc xích Kim Chi, hả? Kiếp lô nghịch như gì. Cô cái ơi, cái ra ngoài, ra ngoài nào, có tiền không mà vào mua hàng hả? Kim Chi nó nghịch lắm. Thôi, đến giờ tạm biệt Đà Nẵng rồi. Rồi check out khách sạn. Tạm biệt Đà Nẵng Corner Hotel. Có dịp sẽ quay lại đây. Đây là bạn cuốn hàng xóm này. Xúc xích. Xúc xích nạp xưởng. Đấy, lúc củ cải kim chi ở trên nhà thì bạn này sủa mầm mà xuống đây thì rất là nhát này. Tạm biệt nha, xúc xích nha. Xinh quá. Xúc xích ơi. Xúc xích là cũng là chó được. Tạm biệt xúc xích nào. Kim chi nào đi, đi thôi, lên đường nào. Củ cải đi, lên đường.